chào các anh. Em là Quỳnh. Sau một thời gian dài kinh doanh mỹ phẩm nhập khẩu thì em vừa phát hiện ra một sản phẩm rất là tốt dành cho nam giới. Đây là gel titan. Sản phẩm này thì sẽ giúp thay đổi kích thước dương vật. Sản phẩm này em nhập khẩu từ Nga nên rất là an toàn, không có sợ là tác dụng phụ hay ảnh hưởng đến sức khỏe đâu nha. Và cái này thì mấy năm liền luôn nằm trong top được yêu thích nhất tại châu Âu luôn. Ở trên bao cái hộp này thì anh sẽ thấy là có cái tem chống hàng giả nè. Đây có tem nữa. Nên là các anh cứ thoải mái check code, check sản phẩm. Nếu mà phát hiện ra đây là hàng nhái, hàng giả kém chất lượng thì cứ gửi trả lại cho Quỳnh nha. Cái công dụng của sản phẩm này đó là giúp cải thiện kích thước và chu vi dương vật. Đây cái lọ này đây, bên trong sẽ có một lọ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Vẫn có tem luôn nha, tem dán trên này. Và nó còn giúp là tăng cường khả năng cương dương, kéo dài cái thời gian quan hệ, tăng hưng phấn cho dương vật, giúp cải thiện lưu thông máu tốt hơn, hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương và hỗ trợ điều trị yếu sinh lý luôn đó. Phục hồi tái tạo nguyên khí dành cho nam giới nè. Sử dụng gel này thường xuyên thì sẽ đem lại một cái cảm giác mạnh mẽ hơn về cái vấn đề mà trong chuyện phòng the. Và nếu mà ngưng sử dụng cái sản phẩm này thì cũng không hề bị teo nhỏ trở lại nha. Nên là yên tâm, không phải lệ thuộc vào sản phẩm này đâu. Và còn giúp là ngăn ngừa xuất tinh sớm nữa, giúp các anh tự tin hơn. Một lọ nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này thôi, nhưng mà bảo đảm là có vỏ, chắc chắn là ai sử dụng cũng sẽ thích. Tại vì em đã coi rất là nhiều review, nhiều cái phản hồi tốt trên những cái diễn đàn, trên những cái trang web nước ngoài rồi. Nên là kỳ này tự tin nhập sản phẩm về giới thiệu cho mọi người luôn. Sản phẩm này thì thành phần của nó là gồm có các loại cây cỏ thảo mộc thiên nhiên, nên là không sợ là ảnh hưởng đến sức khỏe, không sợ là bôi lên là bị tác dụng phụ hay là ngứa ngáy gì đâu. Thành phần của nó là gồm có là cây mã tiên thảo, dâu tây với lại là cây tật lê và còn nhiều loại thảo mộc khác nữa. Những cái loại thảo mộc này thì chỉ có ở nước Nga thôi, không một nước nào có cả, nên là yên tâm nha. Và bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho các anh cách sử dụng cái này đây. Trước khi mà sử dụng cái gel này thì các anh phải vệ sinh thật là sạch sẽ dương vật, rồi sau đó là lấy một lượng nhỏ nhỏ thôi, nhỏ tầm giống như là cỡ tầm như là 2 hạt bắp, và sau đó là bôi lên dương vật. Đây ví dụ như là cái này đi, bôi lên đều lên khắp thân và đầu dương vật. Sau đó thì chúng ta sẽ massage khi mà dương vật ở trạng thái bình thường nha, thì massage hướng lên hướng xuống, trái và phải, cứ như vậy, chịu khó là massage tầm từ 10 đến 15 phút nha. Sau khi bôi gel thì để khô, để cho nó khô tầm 5 phút rồi mới bắt đầu massage. Nếu mà trong lúc mà các anh massage thì mà các anh cảm thấy là nó hơi cương cứng lên thì các anh dừng lại để cho nó trở lại cái trạng thái bình thường, sau đó thì bắt đầu là massage tiếp nha. Và sau khi massage thì không nên rửa nước ngay, mà nên để nó thẩm thấu cái gel này vào trong dương vật tầm từ 4 đến 5 tiếng. Nếu mà các anh mà rửa ngay thì nó bị trôi mất rồi, chưa kịp thẩm thấu hết thì sẽ không đạt được hiệu quả cao đâu nha. Và có một cái câu hỏi đặt ra đó là nhiều người hay hỏi là bao nhiêu tuổi thì sẽ sử dụng được. Xin trả lời là tầm từ 18 đến 65 tuổi là có thể sử dụng được sản phẩm này. Và khi mà sử dụng cái này, nếu mà ai mà muốn đạt được cái hiệu quả là tăng hưng phấn trong cái chuyện mà phòng the đó, thì có thể là bôi trước khi quan hệ tầm từ 10 đến 15 phút, sau đó cũng massage để cho nó thẩm thấu. Thì các anh khi mà quan hệ các anh sẽ cảm thấy nó hưng phấn nhiều hơn nha. Cái giai đoạn đầu dương vật thì sẽ dài hơn, lúc đó thì nó chưa có to ra mà nó sẽ dài hơn, và nó sẽ giúp làm tăng được cái sự hưng phấn. Bắt đầu cái giai đoạn tiếp theo thì nó sẽ tăng về bên chu vi, nó sẽ to ra càng ngày càng khủng hơn. Các anh nên sử dụng cái này trong vòng ít nhất là 30 ngày nha. Nếu mà muốn ngày càng dài hơn, ngày càng khủng hơn thì các anh có thể là sử dụng thời gian lâu hơn. Đến khi nào mà các anh cảm thấy là hài lòng rồi, ưng ý rồi thì các anh có thể ngưng nha. Và yên tâm là khi ngưng nó sẽ không có bị teo nhỏ trở lại đâu, nên không lệ thuộc vào cái này. Nếu mà các anh có những cái vấn đề nào, thắc mắc gì về cái sản phẩm này thì cứ inbox nha. Bên Quỳnh sẽ có nhân viên chuyên tư vấn về sản phẩm này. Cảm ơn các anh đã xem cái like này. Chào tạm biệt.